Còn không đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hiện nay thì nông dân tại các vùng trồng hoa cây cảnh ở các địa phương đang tất bật gieo trồng, chăm sóc cây để chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết. Được biết là cùng với làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp thì làng hoa kiển Chợ Lách, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre cũng được xem là thủ phủ hoa kiển tại miền Tây. Nơi đây cung cấp các loại hoa kiển cho các tỉnh thành trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ vào dịp Tết. Ghi nhận tại các xã Long Thới, Vĩnh Thành và Đông Thới, huyện Chợ Lách, vào thời điểm này, nông dân trồng hoa kiển đang tất bật chăm sóc cây, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dù triều cường dâng cao trong những ngày qua, nhưng nhờ hệ thống đê bao đảm bảo an toàn, nên hầu như bà con trồng hoa kiển trong vùng không bị ảnh hưởng, cũng như những hộ nông dân trồng hoa kiển khác. Thời điểm này, anh Trần Duy Khoa đang tập trung chăm sóc hơn 300 chậu cúc mâm xôi cung ứng thị trường Tết. Anh Khoa cho biết, thời tiết năm nay được xem khá thuận lợi, hiện cây hoa đang sinh trưởng tốt, dự báo sẽ ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, hệ thống đê bao trên địa bàn đảm bảo bà con trồng hoa kiển an tâm sản xuất. Năm nay, các nhà vườn ở huyện Chợ Lách dự kiến là sẽ cung ứng cho thị trường Tết hơn 10.000 chậu cúc mâm xôi, hy vọng sẽ là vụ hoa Tết thắng lợi.